Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2 trong quyển sách tiếng Việt tập 2, bộ sách chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học tiếp chủ đề 22, bài số 4. Mùa đông ở vùng cao. Các em hãy dở sách giáo khoa ra trang số 37. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé khởi động. Nói với bạn về những hình ảnh em thấy trong bức tranh. Bây giờ, các em hãy xem cô làm mẫu và dựa theo để nói với bạn nhé. Những hình ảnh tớ thấy trong bức tranh là đồi hoa tam giác mặt vào mùa đông. Có hai người phụ nữ đang đeo gùi trên vai và người đàn ông đang đứng trên đồi hoa. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong phần khởi động rồi đấy. Phần tiếp theo của bài học, bài tập 1, đọc. Trong phần bài tập này, cô và các em sẽ cùng nhau luyện đọc và tìm hiểu bài đọc có tựa đề là Mùa đông ở vùng cao. Trước khi luyện đọc, các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài nhé. Mùa đông ở vùng cao. Ở vùng núi bao giờ mùa đông cũng đến sớm. Khi những chiếc lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống thì dòng suối bắt đầu cạn nước. Gió từ trong khe núi ù ra, mang theo hơi lạnh của núi đá. Thân cây ngải đắng bắt đầu khô lại. Rễ cây bám chặt, lấy lớp đất chai cứng và ngã sang màu nâu đen vì sương muối. Nhiều ngày, nhiều tuần có khi cả tháng trời không có nắng ngoài nương chỉ còn trồng tam giác mạch đợi cây ngô thu hoạch xong trời bắt đầu rét thì gieo tam giác mạch cỏ không mọc nổi nhưng tam giác mạch thì nảy mầm lên xanh mướt hạt tam giác mạch ăn không ngon như hạt ngô hạt lúa nhưng hoa tam giác mạch thì đẹp trời càng rét thì sắc biết sắc hồng càng rực rỡ cả dãy núi nương nhà này nói với nương nhà kia cứ bừng lên một màu tam giác mạch ngợp trời tác giả đỗ bích thúy vừa rồi các em đã nghe cô đọc mẫu bài đọc mùa đông ở vùng cao các em hãy chú ý cho cô một vài từ ngữ chú thích sau sương muối. Sương muối là hơi nước đóng băng thành các hạt nhỏ trắng như muối. Tam giác mạch là một loại cây lương thực được trồng ở miền núi. Bây giờ, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc nhé. Trước tiên, chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ khó trong bài. Mùa đông Rụng xuống Cạn nước hơi lạnh cây ngại đắng bám chặt sương muối tam giác mạch thu hoạch nảy mầm xanh mướt sắc biết rực rỡ. Ngập trời. Tiếp theo, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc đoạn nhé. Cô chia bài đọc thành 3 đoạn. Đoạn 1, từ đầu bài cho đến vì sương muối. Đoạn 2, từ nhiều ngày cho đến thì đẹp. Đoạn 3, từ trời càng rét cho đến hết bài. Bây giờ, cô và các em sẽ luyện đọc đoạn 1 nhé. Mùa đông ở vùng cao Ở vùng núi bao giờ, mùa đông cũng đến sớm. Khi những chiếc lá đào, lá mận đầu tiên rụng xuống, thì dòng suối bắt đầu cạn nước. Gió từ trong khe núi ù ra, mang theo hơi lạnh của núi đá. Thân cây ngải đắng bắt đầu khô lại rễ cây bám chặt, lấy lớp đất chai cứng và ngã sang màu nâu đen vì sương muối. Tiếp theo, cô và các em sẽ luyện đọc đoạn 2 nhé. Nhiều ngày, nhiều tuần, có khi cả tháng trời không có nắng. Ngoài nương, chỉ còn trồng tam giác mạch. Đợi cây ngô thu hoạch xong, trời bắt đầu rét thì gieo tam giác mạch cỏ không mọc nổi, nhưng tam giác mạch thì nảy mầm lên xanh mướt. Hạt tam giác mạch ăn không ngon như hạt ngô, hạt lúa, nhưng hoa tam giác mạch thì đẹp. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 3. Trời càng rét thì sắc biết, sắc hồng càng rực rỡ. Cả dãy núi, nương nhà này nói với nương nhà kia cứ bừng lên một màu tam giác mạch ngợp trời. Các em à, vừa rồi cô đã hướng dẫn các em cách luyện đọc bài đọc mùa đông ở vùng cao. Bây giờ, kêu yêu cầu các em bấm dừng video lại và đọc lại cả bài đọc một lần nữa cho cô nào. Các em lưu ý, khi đọc, gặp dấu phẩy, các em phải ngắt hơi gặp dấu chấm thì nghỉ hơi đối với câu văn dài không có dấu câu thì các em phải ngắt hơi theo cụm từ để tránh bị hụt hơi nhé lưu ý khi ngắt hơi theo cụm từ các em phải ngắt hơi sao nghe cho hợp lý nhé cô dùng nét gạch xiên làm ký hiệu để các em ngắt hơi đối với câu văn dài không có dấu câu bây giờ các em hãy bấm dừng video lại và bắt đầu luyện đọc nào khi nào đọc bài xong các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp các em đã đọc bài xong chưa à rất tốt phần tiếp theo của bài học cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu bài đọc nhé cô có một vài câu hỏi sau câu hỏi thứ nhất bài đọc nói về mùa nào ở đâu A, à, bài đọc nói về mùa đông ở vùng cao. Câu hỏi tiếp theo, các sự vật ở đoạn 2 thay đổi như thế nào khi mùa đông đến? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy cùng cô đọc lại các câu sau. Khi những chiếc lá đào lá mận đầu tiên rụng xuống thì dòng suối bắt đầu cạn nước. Gió từ trong khe núi ùa ra mang theo hơi lạnh của núi đá. Thân cây ngại đắng, bắt đầu khô lại. Rễ cây bám chặt, lấy lớp đất chai cứng và ngã sang màu nâu đen vì sương muối. Đây là đoạn văn nói lên sự thay đổi của các sự vật khi mùa đông đến và cũng là câu trả lời của câu hỏi số 2. Câu hỏi số 3 Câu văn cỏ không mọc nổi nhưng tam giác mạch thì nảy mầm lên xanh mướt nói lên điều gì cô có ba ý ý thứ nhất tam giác mạch mọc chậm hơn cỏ ý thứ hai tam giác mạch mọc nhanh hơn cỏ ý thứ ba tam giác mạch có sức sống mạnh mẽ câu trả lời là câu văn cỏ không mọc nổi nhưng tam giác mạch thì nảy mầm lên xanh mướt nói lên tam giác mạch có sức sống mạnh mẽ câu hỏi số 4 cây tam giác mạch có gì đẹp a à, câu trả lời là cây tam giác mạch có hoa rất đẹp những bông hoa đó tạo nên một bức ảnh tuyệt vời các em à, chúng ta vừa tìm hiểu bài đọc Mùa đông ở vùng cao. Phần tiếp theo của bài học đó là bài tập 2. Viết. Phần A. Nghe. Viết. Trong bài tập này, các em sẽ nghe cô đọc và viết lại cho đúng chính tả một đoạn trong bài đọc Mưa cuối mùa. Các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài nhé. Mưa cuối mùa. Nửa đêm, bé chợp thức giấc vì tiếng động âm âm mưa xói xả cây cối trong vườn nghiêng ngả trong ánh chớp sáng loa và tiếng sấm y âm lúc gần lúc xa mưa mỗi lúc một to hơi nước mát lạnh phả vào ngập gian phòng theo trăng bắc quỳ bây giờ các em hãy lấy vở viết chính tả ra nghe cô đọc và bắt đầu viết bài nào. Lưu ý khi cô đọc tựa bài, các em nhớ viết tựa bài canh ở giữa dòng nhé. Sau khi viết tựa bài xong, các em sẽ xuống hàng, viết thuộc vô đầu hàng khoảng một ô vuông, viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu bài viết. Sau dấu chấm, các em sẽ viết hoa chữ cái đầu trong mọi tiếng đứng đầu câu. Bây giờ, các em hãy lấy vở viết chính tả ra, nghe cô đọc và bắt đầu viết bài nào. Đầu tiên, cô sẽ đọc tựa bài. Mưa cuối mùa. Kem xuống hàng, viết thuộc vô đầu hàng. Nửa đêm phải bé chợt thức giấc. Vì tiếng động âm âm chấm sau dấu chấm các em nhớ viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu câu nhé mưa xối xả chấm cây cối trong vườn nghiêng ngã cô đọc lặp lại nhé cây cối trong vườn nghiêng ngã trong ánh chớp sáng loà trong ánh chớp sáng loà và tiếng sấm y âm và tiếng sấm y âm lúc gần lúc xa Chấm mưa mỗi lúc một to mưa mỗi lúc một to chấm hơi nước mát lạnh phả vào ngập gian phòng chấm. Các em xuống hàng, viết tên tác giả ở cuối dòng. Theo Trần Bắc Quỳ. Các em lưu ý, khi viết tên tác giả, các em nhớ viết hoa chữ cái đầu trong mỗi tiếng của tên tác giả, vì đây là tên riêng của một người. Phần tiếp theo của bài học B chọn chữ dê hoặc chữ di thích hợp với mỗi ngôi sao trong bài tập này có một đoạn văn trong đoạn văn có các ngôi sao các em sẽ chọn chữ dê hoặc chữ di thích hợp với mỗi ngôi sao có trong đoạn văn nhé bây giờ các em hãy xem cô làm bài đồng ruộng vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại hạt phù sa ở quanh mình, nước lại trong dần. Ngồi trong nhà, ta thấy cả những đàn cá rong rong, từng đàn, từng đàn theo cá mẹ, xuôi theo dòng nước vào tận đồng sâu. Theo Nguyễn Quang Sáng Các em hãy dựa theo bài làm của cô để hoàn thành phần B nhé. Phần tiếp theo của bài học C. Chọn tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi ngôi sao Trong ngoặc đơn cô có các tiếng như Diệu Diệu Liếu Liếu Ngoành ngoan Thoanh Thoắng Bây giờ Cô sẽ chọn các tiếng trong ngoặc đơn phù hợp với mỗi ngôi sao. Cô sẽ được kết quả như sau. Mát diệu Kỳ diệu Chim liếu điếu Hết liếu lo Dài ngoằng Ngoằn ngoèo nhanh thoăn thoắt nói liến thoắng bài tập tiếp theo bài tập 3. tìm trong hai khổ thơ sau từ ngữ a chỉ mùa b chỉ hoa quả và màu sắc bây giờ cô sẽ đọc hai khổ thơ có trong bài tập 3 mùa xuân hoa bắp nở trắng trên đồng hoa bầu như bông hoa mơ như tuyết mùa hè đỏ rực hoa phượng hoa vong mùa thu mênh mông vàng cam vàng quýt tác giả võ quảng qua hai khổ thơ cô vừa đọc có tìm được các từ ngữ chỉ mùa đó là mùa xuân mùa hè mùa thu có tìm được các từ ngữ chỉ hoa quả và màu sắc đó là hoa bắp hoa bầu hoa mơ hoa phượng hoa vông cam quýt trắng đỏ rực vàng Bài tập tiếp theo, bài tập 4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây. A. Đặt câu hỏi cho các từ ngữ in đậm. Trong phần A của bài tập 4, cô có 4 câu. Câu thứ nhất: Mùa xuân, hoa mơ nở trắng như tuyết. Câu thứ hai: Hoa phượng đỏ rực khi mùa hè đến. Câu thứ ba: Mùa thu cam quýt chín vàng. Câu thứ tư: Cúc họa mi nở rộ khi mùa đông sắp về. Nhiệm vụ của các em là đặt các câu hỏi cho các từ ngữ in đậm trong bốn câu cô vừa đọc. Bây giờ các em hãy xem cô làm bài và dựa theo để hoàn thành bài tập nhé. Câu thứ nhất: Mùa xuân hoa mơ nở trắng như tuyết. Trong câu này từ ngữ in động đó là mùa xuân khi đặt câu hỏi sẽ là khi nào hoa mơ nở trắng như tuyết câu thứ hai hoa phượng đỏ rực khi mùa hè đến trong câu này từ ngữ in động đó là khi mùa hè đến như vậy khi đặt câu hỏi sẽ là hoa phượng đỏ rực khi nào câu thứ ba mùa thu cam quýt chín vàng trong câu này từ ngữ in đậm đó là từ mùa thu như vậy khi đặt câu hỏi sẽ là khi nào cam quýt chín vàng câu cuối cùng cúc họa mi nở rộ khi mùa đông sắp về trong câu này từ ngữ in đậm đó là khi mùa đông sắp về như vậy khi đặt câu hỏi sẽ là cúc họa mi nở rộ khi nào phần tiếp theo b chọn từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với từ ngữ ở thẻ màu hồng trong phần bài tập này cô có hai thẻ từ ngữ đó là thẻ từ ngữ màu hồng và thẻ từ ngữ màu xanh các từ ngữ trong thẻ màu hồng đó là bầu trời rồi vườn cây hoa mận vừa tàn nắng vàng vườn cây các từ ngữ trong thẻ màu xanh thì mùa xuân đến ngày càng rực rỡ ngày thêm xanh ra hoa đâm chồi nảy lọc trong bài tập này yêu cầu chúng ta chọn từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với từ ngữ ở thẻ màu hồng bây giờ các em hãy xem bài làm của cô nhé sau khi chọn từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với thẻ màu hồng cô được kết quả như sau bầu trời ngày thêm xanh rồi vườn cây ra hoa hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến. Nắng vàng ngày càng rực rỡ. Vườn cây đâm chồi nảy lộc. Tiếp theo, phần C. Sắp xếp các câu vừa ghép được ở bài tập B thành đoạn văn. Ở phần B, chúng ta đã ghép được 5 câu văn bây giờ ở phần c yêu cầu chúng ta sắp xếp các câu vừa ghép được để tạo thành đoạn văn bây giờ các em hãy xem cô làm bài nhé cô sẽ sắp xếp các câu đã ghép được ở phần b thành một đoạn văn có nội dung như sau hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến bầu trời ngày thêm xanh nắng vàng ngày càng rực rỡ vườn cây đâm chồi nảy lọc. rồi vườn cây ra hoa bài tập tiếp theo các em hãy mở sách giáo khoa ra trang số 40 bài tập số 5 kể chuyện a à, nghe kể chuyện trong phần A của bài tập 5 các em sẽ được nghe cô kể câu chuyện có tựa đề là sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ bây giờ các em hãy lắng nghe cô kể chuyện nhé sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ ngày xưa chỉ có ba mùa đó là mùa hạ mùa thu mùa đông và mọi loài thỏ đều có bộ lông màu xám có hai mẹ con nhà thỏ sống trong khu rừng nọ mỗi khi chuyển từ mùa đông rét buốt sang mùa hạ nóng nực thỏ mẹ lại bị ốm hai mẹ con thỏ đều ao ước có được một mùa ấm áp thỏ con nghe nói mùa ấm áp đó là mùa xuân nhưng mùa xuân chỉ đến khi có cầu vồng cùng muôn hoa chào đón Thương mẹ, nó bàn với bác gấu. Ta làm một chiếc cầu vòng đến đón mùa xuân. Nhưng bằng cách nào? Bác gấu hỏi. Cháu sẽ rủ các bạn góp những chiếc lông đẹp nhất. Tin truyền đi khắp nơi, chim muông góp những chiếc lông đẹp nhất. Chim sâu kết lại làm cầu vòng bảy sắc. Còn thỏ con đi tìm gặp từng loài hoa xin giúp đỡ cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của thỏ con các loài hoa đều hứa khi chỉ gió báo tin sẽ cùng nở một buổi sáng cuối mùa đông khi chim sâu dệt xong những mảng màu cuối cùng cầu vòng xuất hiện chỉ gió nhanh chóng báo tin cho các loài hoa cùng nở thế là mùa xuân ấm áp đã về từ đó, mặt đất có đủ bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Còn chú thỏ hiếu thảo biết kết nối chim muôn và các loài hoa để cùng đón mùa xuân về. Và chú được mùa xuân tặng cho chiếc áo trắng tinh, mềm mại. Chiếc áo đó còn mãi đến bây giờ. Vừa rồi, các em đã được nghe kể chuyện sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ. Phần tiếp theo là phần B. Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh và câu hỏi gợi ý dưới tranh. Bây giờ, các em hãy lắng nghe cô kể từng đoạn câu chuyện theo tranh và câu hỏi gợi ý dưới tranh. Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ Tranh số 1 Ngày xưa chỉ có ba mùa đó là mùa hạ, mùa thu, mùa đông và mọi loài thỏ đều có bộ lông màu xám. Có hai mẹ con nhà thỏ sống trong khu rừng nọ. Mỗi khi chuyển từ mùa đông rét buốt sang mùa hạ nóng nực, thỏ mẹ lại bị ốm. Hai mẹ con thỏ đều ao ước có được một mùa ấm áp. Tranh số 2 thỏ con nghe nói mùa ấm áp đó là mùa xuân nhưng mùa xuân chỉ đến khi có cầu vòng cùng muôn hoa chào đón thương mẹ nó bàn với bác gấu ta làm một chiếc cầu vòng đến đón mùa xuân nhưng bằng cách nào bác gấu hỏi cháu sẽ rủ các bạn góp những chiếc lông đẹp nhất tin truyền đi khắp nơi, chim muôn góp những chiếc lông đẹp nhất. Chim sâu kết lại làm cầu vòng bãi sắc. Tranh số 3 Còn thỏ con đi tìm gặp từng loài hoa xin giúp đỡ. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của thỏ con, các loài hoa đều hứa khi chỉ gió báo tin sẽ cùng nở. Một buổi sáng cuối mùa đông, khi chim sâu dệt xong những mảng màu cuối cùng, cầu vòng xuất hiện. Chỉ gió nhanh chóng báo tin cho các loài hoa cùng nở. Thế là mùa xuân ấm áp đã về. Tranh số 4 Từ đó, mặt đất có đủ bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông. Còn chú thỏ hiếu thảo biết kết nối chim muôn và các loài hoa để cùng đón mùa xuân về và chú được mùa xuân tặng cho chiếc áo trắng tinh mềm mại chiếc áo đó còn mãi đến bây giờ phần tiếp theo của bài học c kể lại toàn bộ câu chuyện bây giờ các em hãy lắng nghe cô kể lại toàn bộ câu chuyện nhé sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ ngày xưa chỉ có ba mùa đó là mùa hạ mùa thu mùa đông và mọi loài thỏ đều có bộ lông màu xám có hai mẹ con nhà thỏ sống trong khu rừng nọ mỗi khi chuyển từ mùa đông rét buốt sang mùa hạ nóng nực thỏ mẹ lại bị ốm hai mẹ con thỏ đều ao ước có được một mùa ấm áp thỏ con nghe nói mùa ấm áp đó là mùa xuân nhưng mùa xuân chỉ đến khi có cầu vòng cùng muôn hoa chào đón thương mẹ nó bàn với bác gấu ta làm một chiếc cầu vòng đến đón mùa xuân nhưng bằng cách nào bác gấu hỏi cháu sẽ rủ các bạn góp những chiếc lông đẹp nhất tin truyền đi khắp nơi, chim muông góp những chiếc lông đẹp nhất. Chim sâu kết lại làm cầu vòng bãi sắc. Còn thỏ con đi tìm gặp từng loài hoa xin giúp đỡ. Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của thỏ con, các loài hoa đều hứa khi chỉ gió báo tin sẽ cùng nở. Một buổi sáng cuối mùa đông, khi chim sâu dệt xong những mảng màu cuối cùng, cầu vòng xuất hiện chỉ gió nhanh chóng báo tin cho các loài hoa cùng nở thế là mùa xuân ấm áp đã về từ đó mặt đất có đủ bốn mùa xuân hạ thu đông còn chú thỏ hiếu thảo biết kết nối chim muông và các loài hoa để cùng đón mùa xuân về và chú được mùa xuân tặng cho chiếc áo trắng tinh mềm mại chiếc áo đó còn mãi đến bây giờ. Các em à, các em đã được nghe cô kể câu chuyện Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ. Các em đã nắm được nội dung của câu chuyện chưa? Bây giờ các em hãy quan sát tranh và trả lời cho cô một số câu hỏi sau nhé. Tranh số 1. Thỏ mẹ ao ước điều gì? A, à, câu trả lời là thỏ mẹ ao ước có được một mùa ấm áp. Câu hỏi số 2. Cầu vòng được làm bằng gì? A, à, câu trả lời là cầu vòng được làm bằng những chiếc lông đẹp nhất từ chim muôn góp lại. Câu hỏi số 3 điều gì đã xảy ra vào buổi sáng cuối mùa đông à câu trả lời là vào buổi sáng cuối mùa đông khi chim sâu dệt xong những mảng màu cuối cùng cầu vòng xuất hiện chỉ gió nhanh chóng báo tin cho các loài hoa cùng nở thế là mùa xuân ấm áp đã về Câu hỏi số 4 Vì sao thỏ con được tặng chiếc áo trắng tinh, mềm mại? À, câu trả lời là Cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của thỏ con Mùa xuân đã tặng cho thỏ con một chiếc áo trắng tinh, mềm mại Chiếc áo đó còn mãi đến bây giờ Các em à Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập số 5 rồi. Bài tập tiếp theo là bài tập 6. Các em hãy dỡ sách giáo khoa ra trang số 41. Luyện tập thuật lại việc được chứng kiến. Tiếp theo. A. Nói 4 đến 5 câu về việc làm tốt của một người bạn dựa vào gợi ý. Bạn em đã làm việc tốt đó khi nào? Ở đâu? Bạn ấy đã thực hiện việc đó như thế nào? em nghĩ gì về việc làm tốt của bạn bây giờ cô sẽ dựa vào các gợi ý có trong bài để làm bài các em có thể dựa theo bài làm của cô hoặc các em cũng có thể nói một việc làm tốt khác của bạn theo những gì em biết nhé bài làm bạn em đã làm việc tốt trên đường đi học về bạn ấy đã giúp đỡ một bà cụ xách đồ qua đường. Việc làm tốt của bạn đã thể hiện sự tốt bụng của bạn. Mọi người xung quanh thêm yêu quý bạn hơn. Phần tiếp theo đó là phần B. Viết 4 đến 5 câu về nội dung em vừa nói. Nội dung em vừa nói về việc làm tốt của một người bạn là gì? thì em hãy viết 4 đến 5 câu về nội dung đó vào vở nhé. Đây là bài viết của cô, các em có thể dựa theo để tham khảo. Phần cuối cùng của bài học, hoạt động mở rộng. Trong phần này có 2 bài tập. Bài tập 1, đọc một bài văn về bốn mùa. Trong bài tập 1 có hai phần. Phần A, chia sẻ về bài văn đã đọc. Phần B, viết vào phiếu đọc sách những điều em đã chia sẻ. Bây giờ, cô sẽ gợi ý để các em làm bài nhé. Bài văn nói về bốn mùa, các em có thể chia sẻ với bạn bài đọc chuyện bốn mùa trong bài số 1 tuần thứ 21 mà các em đã được học ở bài học trước đó. Rồi sau đó, các em sẽ viết vào phiếu đọc sách điều em đã chia sẻ với bạn. Ví dụ như là tên bài văn, tên mùa, tác giả, nét riêng của mùa. Bài tập tiếp theo, bài tập 2, chia sẻ điều em biết về một mùa trong năm. Bây giờ cô sẽ gợi ý để các em làm bài. Các em có thể dựa vào bài làm gợi ý của cô hoặc các em cũng có thể làm theo suy nghĩ của mình chia sẻ về một mùa trong năm đó là mùa hè mùa hè là mùa ấn tượng nhất với em cùng cái nắng nóng oi ả suốt cả một ngày dài khi mặt trời ló rạng cho đến khi lặn không ngừng tỏa những tia nắng gắt không mệt mỏi hay những cơn mưa bất chợt không báo trước của mùa hè nhưng đổi lại Mùa hè có rất nhiều hoa quả tươi mát làm dịu đi cơn nắng nóng. Đặc biệt, mùa hè là kỳ nghỉ hè của chúng em, ngày càng đến gần hơn. Bài học của chúng ta đến đây là hết, có hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 2 trong bộ sách chân trời sáng tạo này nhé xin chào và hẹn gặp lại